Mọi người, mình tên là Yến Nhi, sinh năm 2001 và mình có sở thích là quay video chia sẻ về cuộc sống. Hiện tại Nhi đang là một YouTuber và cũng là một TikTok creator. Mình xem được một vài video TikTok hay ho ở trên mạng thì quyết định là tìm hiểu và lập kênh. Thì sau một năm, kênh TikTok của mình đã có 1,5 triệu người theo dõi và 16 triệu lượt yêu thích. Thì đa phần những video của Nhi đều hướng đến sự trẻ trung, hài hước và vui vẻ. Đó là tinh thần và năng lượng mà Nhi muốn mang đến cho những bạn trẻ xem video của mình. Thế mạnh của Nhi khi sử dụng TikTok là Nhi đã hoạt động ở trên mạng xã hội trước đó khá lâu và đã có một lượng khán giả nhất định rồi. Nhờ vậy mà khi sử dụng TikTok thì các bạn follow và thả tim cho Nhi quá trời luôn. Nhi thường chia sẻ video về cuộc sống của mình, ví dụ như hôm nay Nhi đi đâu, Nhi làm gì, hay là Nhi gặp được ai, hay là Nhi tìm được một trào lưu thú vị gì đó thì Nhi sẽ trải nghiệm và chia sẻ lại với tất cả các bạn. Nhờ vậy mà các bạn rất là thích vì nó gần gũi như chính cuộc sống của các bạn vậy đó. Nhi thì không thường xuyên đọc bình luận ở trên mạng xã hội, nhưng mà Nhi nghĩ bởi vì có người thích thì sẽ có những người không thích. Nhưng mà Nhi thấy đó cũng là một điều tốt, bởi vì họ có quan tâm tới mình thì họ mới để lại bình luận. Nhi đã gặt hái được một số thành công nhất định, điển hình như là chưa đến một năm mà Nhi đã có 1,5 triệu lượt theo dõi. Điều đó đã giúp cho Nhi được cộng đồng biết đến nhiều hơn và đã giúp ích rất nhiều cho công việc mà Nhi đang theo đuổi. Nhi cảm thấy rất tự hào khi TikTok Việt Nam luôn luôn bắt kịp xu hướng của cộng đồng TikTok quốc tế, nhưng vẫn giữ được những nét riêng rất Việt Nam. Nội dung mà Nhi yêu thích cũng đang được rất là phát triển ở TikTok Việt Nam, đó chính là những video trải nghiệm về du lịch, văn hóa và ẩm thực. Những loại hình video này không chỉ giúp cho khán giả Việt mà cả khán giả thế giới cũng có thể mở rộng tầm nhìn hơn về những giá trị đặc trưng của Việt Nam. Với những bạn đang muốn trở thành một TikTok creator thì Nhi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó thôi. Các bạn chỉ cần thật sự cố gắng và đầu tư những video thật sự chất lượng và hấp dẫn thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được những sự yêu thích trên TikTok.